Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết thì hôm qua, mùng 6 Tết, các cơ quan nhà nước tại Đà Nẵng đã trở lại làm việc bình thường. Từ hôm qua, toàn bộ các quận, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở lại làm việc bình thường. Tại bộ phận một cửa của một số địa phương, mặc dù lượng giao dịch thưa thớt, song tại các bàn tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cũng có đủ cán bộ làm nhiệm vụ. Không khí làm việc đầu năm nhanh chóng đi vào kỷ cương nề nếp. Khi mình đến thì mặc dù là lượng khách, lượng người dân đến cũng chưa nhiều nhưng mà các bộ đây thì đã vào tư thế tiếp nhận sẵn sàng. Mặc dù lượng công dân đến giao dịch thì cũng ít nhưng mà anh em vẫn đảm bảo các cái vị trí làm việc và cũng chưa có cán bộ gì có cái vi phạm. Sau Tết, các cơ quan công sở trên địa bàn Đà Nẵng đã bắt tay ngay vào công việc. Điều này không những tạo khí thế, động lực thúc đẩy lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mà còn góp phần loại bỏ thói quen xấu, tháng giêng là tháng ăn chơi như trước đây.